Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Ngày 30 tháng 1, đồng chí Lương Văn Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình. Với phương châm không để người nghèo không có Tết, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đã trao 10 suất quà cho 10 hộ gia đình, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình, các cơ quan phụ trách xã cũng đã có những phần quà dành tặng cho các gia đình khó khăn tại địa phương. Đây là các hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, kịp thời động viên để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cũng mong muốn bà con nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi đầm ấm, hăng hái thi đua lao động sản xuất để nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần. Trong quá trình đó, cấp ủy chính quyền từ huyện tới xã cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024. Tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, sáng ngày 30 tháng 1, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Tài chính đã trao tặng 30 phần quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại đây, Giám đốc Sở Tài chính đã trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà gồm vật phẩm cần thiết cho ngày Tết và 500.000 đồng tiền mặt. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì và các cơ quan phụ trách xã cũng tặng quà Tết cho 32 hộ nghèo của xã, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Dịp này, Giám đốc Sở Tài chính tặng quà Tết cho xã Hồ Thầu, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã Hồ Thầu quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn trong xã được hưởng một cái Tết đủ đầy, ấm áp. Tại huyện Bắc Mê, ngày 30 tháng 1, đồng chí Bùi Văn Tuân, Bí thư huyện ủy Bắc Mê đến trao quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Minh Ngọc. Đồng chí đã đến thăm hỏi và trao quà Tết của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện cho gia đình nạn nhân chất độc da cam, ông Lã Trọng Nguyên, gia đình thương binh nông Trần Tiến, thôn Nà Cao, gia đình bệnh binh Lã Văn Lâm, thôn Nà Lá, xã Minh Ngọc. Tại các gia đình chính sách, Bí thư huyện ủy Bắc Mê ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống hàng ngày và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những công hiến to lớn của các cá nhân, gia đình chính sách. Đồng chí mong muốn các gia đình sống lạc quan, vui vẻ, chuẩn bị chào đón mùa xuân mới, Tết cổ truyền của dân tộc sum vầy đầm ấm, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, trở thành tấm gương sáng và chỗ dựa cho con cháu noi theo, góp phần tích cực xây dựng xã Minh Ngọc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chiều ngày 30 tháng 1, huyện Đồng Văn đã tổ chức phát động trồng cây tạo cảnh quan môi trường tại điểm dừng chân dốc Thẩm Mã, xã Lũng Thầu và tuyến đường qua trung tâm xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn. Tham dự buổi ra quân có đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Bí thư huyện ủy cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ trên địa bàn huyện và nhân dân hai xã. Buổi ra quân với sự tham gia của gần 100 người gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện cùng các chiến sĩ, các lực lượng vũ trang như công an, biên phòng, quân sự. Tại buổi phát động, các đại biểu đã tổ chức phát dọn và trồng 350 cây thông tại điểm dừng chân dốc Thẩm Mã và 150 cây mai anh đào tại trục đường quốc lộ 4C đoạn qua trung tâm xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn. Thông qua buổi phát động, góp phần tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, tạo cảnh quan hai bên hành lang đường phố. Đặc biệt đối với cây mai anh đào đã được trồng khá phổ biến và đang thu hút được đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm. Tại huyện Quang Bình mới đây, đồng chí Đào Quang Diệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn thị trấn Yên Bình. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu học tập và noi theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chúc các gia đình đón một năm mới đầm ấm yên vui. Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền thị trấn Yên Bình cần quan tâm đến công tác chăm lo Tết đầy đủ cho người dân, đặc biệt là những gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công, không để gia đình nào không có Tết. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, vừa qua các đồng chí thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Quang đã thăm và tặng quà các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Quang Minh, Bằng Hành. Tại các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Quang đã ân cần hỏi thăm, động viên các hộ gia đình, đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Mong muốn các hộ gia đình luôn thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời giáo dục con cháu tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Tận tay trao các suất quà trị giá 700.000 đồng, lãnh đạo huyện Bắc Quang chúc các gia đình, đối tượng chính sách đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, tươi vui. Tại huyện Xín Mần, nhóm Tử Vi Nam Phái cùng đại diện công ty cổ phần thương mại tổng hợp Wincommerce Winmart Hà Giang đã đến thăm tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện.
Tại buổi tặng quà, đại diện nhóm Tử Vi Nam Phái và công ty Green Commerce đã trao 1.000 suất quà trị giá 250 triệu đồng cho 6 xã và một số trường học trên địa bàn huyện Xí Mẩn, đồng thời mong muốn các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện đón Tết Nguyên đán vui tươi đầm ấm. Cũng tại buổi trao quà, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Xí Mần đã cảm ơn tấm lòng tuyên nguyện của các tổ chức cá nhân, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của đoàn cùng các nhà hảo tâm để công cuộc giảm nghèo huyện Xí Mần ngày càng bền vững. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, truyền thống của dân tộc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, vừa qua Công ty Thủy điện Sông Miện Năm đã tổ chức trao quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Tới dự buổi lễ có lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, huyện Vị Xuyên cùng đông đảo bà con nhân dân. Tại đây, công ty đã tổ chức trao 50 suất quà Tết cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bao gồm tiền mặt, gạo, bánh kẹo với tổng trị giá 70 triệu đồng. Đây là số tiền được lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Tòa án Nhân dân tỉnh và Công ty Thủy điện Sông Miện Năm đóng góp nhằm chia sẻ với bà con nhân dân xã Thuận Hòa. Những món quà này sẽ phần nào giúp người nghèo có cái Tết đủ đầy hơn, kịp thời động viên khích lệ tinh thần các hộ nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đây là thời điểm bà con nông dân gấp rút chuẩn bị các loại lương thực thực phẩm để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân. Để phục vụ dịp Tết năm nay, gia đình ông Hoàng Tiến Dũng đã nuôi trên 100 con gà, 200 con vịt, trên 20 con lợn để bán. Đáp ứng nhu cầu của thị trường, hiện nay, gia đình ông đã lựa chọn những con to khỏe và đều để xuất bán. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới, gia đình tôi có nuôi 1-200 gà, mới lại 1-200 vịt, mới lại một ít lợn để xuất bán ra thị trường, giá nó cao hơn. Mới lại tôi bán được 1-2 lứa lợn trong dịp chuẩn bị dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Vào dịp Tết cổ truyền, ngoài các mặt hàng thịt, cá, thì rau xanh là mặt hàng thực phẩm có sức hút mạnh nhất. Nắm bắt nhu cầu này, gia đình bà Trịnh Thị Thế đã trồng rất nhiều loại rau như su hào, bắp cải, súp lơ, hành, mùi để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Gia đình nhà tôi thì từ trước đến giờ là có truyền thống trồng rau này. Vì nhất là trong cái dịp Tết này thì gia đình chúng tôi là muốn trồng rất nhiều các loại rau để cung cấp vào dịp Tết này. Thì thứ nhất là tiêu thụ là họ ăn nhiều hơn, xong là thứ hai là về dịp Tết thì giá cả được cao hơn. Cùng với các loại thực phẩm như thịt, cá, thời điểm này nhiều mặt hàng như cam, bưởi cũng đã được người nông dân đưa ra thị trường. Nhu cầu cao, giá bán tăng, đây sẽ là dịp để bà con nhân dân tăng thêm thu nhập. Ngày 30 tháng 1, huyện Mèo Vạc đã tổ chức gặp mặt và tặng quà cho 145 đại biểu là bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố và người có uy tín trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời gian qua, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã làm tốt vai trò trách nhiệm của mình với cộng đồng, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động cùng với đồng bào đẩy mạnh phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo huyện ủy Mèo Vạc đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò trách nhiệm của người uy tín trong việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa phương, là lá cờ đầu trong việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, là cái nôi bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Xí Mần đã tổ chức hội nghị lần thứ 10. Hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 16, nhiệm kỳ 2019-2024 và tiến hành tổng kết công tác mặt trận năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Theo báo cáo, năm 2023 được sự quan tâm lãnh đạo hướng dẫn kịp thời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác chuyên môn, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy huyện, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hầu hết các nhiệm vụ, trọng tâm là các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, công tác giám sát và phản biện xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Xí Mần đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện phù hợp với từng đối tượng, chú trọng công tác tuyên truyền về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân có thành tích trong thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2023. Tại huyện Yên Minh ngày 29 tháng 1, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Minh cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Minh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tổ chức được 53 lượt gia quân chung tay xây dựng nông thôn mới với trên 2.000 ngày công, quyên góp ủng hộ được số tiền gần 140 triệu đồng. Phối hợp thực hiện các hoạt động chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội tại địa phương, chủ trì phối hợp giám sát công tác xây dựng nông thôn mới ở các thôn. Đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ cử 31 ông bà tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Minh khóa 6 nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa 6 cử 3 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, hiệp thương cử 5 đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng ngày 29 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Mèo Vạc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 15 nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đại hội được Ban chỉ đạo huyện lựa chọn làm điểm, sau đó đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029. Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Mèo Vạc đã phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng được 13 nhà đại đoàn kết trị giá 780 triệu đồng, đã vận động được 4 dòng họ đăng ký xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, vận động được 2 đám tang đưa người chết vào áo quan, tổ chức đám cưới văn minh không tảo hôn, không thách cưới cao. Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 6 chương trình hành động. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử 35 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Mèo Vạc khóa 15, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn khóa 15 cử 3 ông bà tham gia Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, Hội khỏe Phù Đổng huyện Vị Xuyên lần thứ 7 đã khép lại và thành công tốt đẹp. Với khẩu hiệu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội khỏe Phù Đổng lần này đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp cho các em học sinh trong huyện được thi đấu, giao lưu và thể hiện tài năng của mình. So với những kỳ trước, Hội khỏe Phù Đổng lần này được tổ chức quy mô lớn hơn và đã thu hút được học sinh ở tất cả các trường học cùng tham gia. Nhà trường đã tổ chức cho các cháu tập luyện ngay từ đầu năm học. Với các cái nội dung thi đấu là phân cụ thể cho các giáo viên mà có cái khả năng, năng lực về từng nội dung thi đấu. Có thể nói là huy động tổng lực các thầy cô giáo có cái tố chất thể thao trong nhà trường để mà luyện tập cho các con từng bộ môn một. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng lần này có 49 đoàn với 547 vận động viên tham gia thi đấu ở 5 môn, gồm cầu lông, bóng bàn, bóng đá, điền kinh, đẩy gậy. Đây là dịp để các em không chỉ được giao lưu thi đấu, mà còn học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ bạn bè cùng trang lứa, tạo ra một không khí thể thao, học đường tưng bừng, đoàn kết và trong sáng. Cháu rất thích, yêu thích môn cầu lông này. Cháu đã tự tập luyện được 2 năm nay rồi ạ. Cháu rất được vinh dự được nhà trường chọn đi cử thi Hội khỏe Phù Đổng. Cháu sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đem vinh quang về cho trường ạ. Trong thời gian 3 ngày, các vận động viên đã cống hiến cho Hội khỏe những cuộc tranh tài quyết liệt, đầy kịch tính. Nhiều nội dung thi đấu có kết quả vượt ra khỏi dự đoán của ban tổ chức. Điều đó đã cho thấy các trường học trên địa bàn huyện đã có những sự chuẩn bị hết sức chu đáo để bước vào Hội khỏe Phù Đổng. Đồng thời cũng cho thấy phong trào luyện tập thể dục thể thao đã lan tỏa rộng khắp trong các trường học. Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 7 năm 2024 của huyện Vị Xuyên so với Hội khỏe Phù Đổng lần trước đã diễn ra với một cái chất lượng rất là cao. Số vận động viên tham gia đăng ký tham gia đông hơn và có ý thức về chấp hành các cái điều lệ của giải, chất lượng tham gia thi đấu tốt hơn. Kết thúc, ban tổ chức đã trao 36 giải nhất, 36 giải nhì, 54 giải ba và các giải bóng đá. Giải nhất toàn đoàn thuộc về trường tiểu học 1 tháng 5 và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thuận Hòa. Thông qua Hội khỏe Phù Đổng lần này, huyện Vị Xuyên đã tuyển chọn được những vận động viên tiêu biểu tiếp tục bồi dưỡng luyện tập để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Tới đây, thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!